Cháu Bình xin kính chào tất cả các ông các bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình nói đá vùng cao. Cháu Bình xin kính chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị xem được thuyết video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Bây giờ thì cháu Bình đang cho cháu Nô là ăn cháo. Đây là cháo gạo thôi nhé, nấu rất là mềm dẻo rồi, rất là ngon rồi. Cháu Nô cũng ít khi được ăn như này vì là hàng ngày thì cũng chỉ nấu cơm gạo thôi. Hôm nay thì nấu cháo rất là mát này, để nguội rồi, rất là mát rồi cho cháu Nô ăn. Đó, cháu Nô là bị ốm rồi các bác ạ, bị ốm rồi, bị ho rồi, cảm rồi. Thế bây giờ rất là đáng thương luôn á, rất là thương. Mọi lần vào đây là rất là nhanh chạy này, đi chơi này, vui quá. Thế hôm nay thì thấy cháu mệt hẳn rồi. Có một số cô bác thì cũng theo dõi từ đầu thì cũng biết rồi hoàn cảnh của cháu như nào, còn một số cô bác thì cũng vừa mới theo dõi thì cũng không biết hoàn cảnh của cháu thì là mồ côi bố, bố là chết rồi, mẹ thì cũng bỏ đi lấy chồng được gần một năm nay, cũng không về thăm hai cháu. Anh của cháu Nô ấy là cháu Tùa thì cũng đã đi học rồi, cũng chưa về. Bây giờ thì sẽ cho cháu ăn. Rất là đói, bây giờ cũng là buổi trưa rồi các bác ạ. Nấu xong là buổi trưa, bây giờ có 12 rưỡi rồi. Muốn đứng dậy, em bé này tự ăn nhé, lúc nào cũng tự ăn. Con, Nô ơi, Nô, ăn no rồi á? Ăn no chưa? Vậy thì chú bảo, thì chú lấy sứa cho uống, ăn cơm xong thì ăn sứa nhé, uống sứa nhé. Cái này bẩn bẩn, cái này không lấy đâu, bẩn, vứt ở đây nhé. Ăn đã, ăn đã. Phải ăn mới có sức nhá. Mấy hôm lớn lên là đi học. Đi học xong là bố nuôi ở bên Mỹ này, là các cô, các chú, các bác luôn luôn đồng hành với hai cháu. Đấy, cả chú Bình nữa. Đấy. Đấy, các cô chú là rất là thương hai anh em. Bởi vì là hoàn cảnh của hai anh em là không có bố mẹ. Vì vậy thì mọi người đều rất là thương, quan tâm. Trong khi đó là có cả anh Tùa nữa. Anh Tùa rất là đáng thương luôn. Vì là anh Tùa rất là nhỏ mà biết cống em đi chơi này, chăm sóc em này, rất là thương em. Nô ơi, con về ăn no đã, về ăn no xong đã, ăn no đã. Ê, không ăn nữa à? Không ăn nữa thì thôi nhá, tí đói lại ăn nhá. Đấy, Nô cũng bị ốm thì cũng không ăn nữa. Đấy, đang bị ho các bác ạ, bị ho, bị ho rồi. Nô ơi, con đâu đây Nô? Đấy, chạy ra ngoài rồi. Đấy, thì ngày hôm nay cháu Bình cũng vào đây, vào đây tham cháu Nô thì cũng nấu cơm gạo rồi là cháo cho ăn rồi. Đấy, vì bây giờ cháu bị ốm thì cũng không mua bánh kẹo gì nhiều vào đây, bởi vì là cháu bị ốm rồi cũng không nên ăn những cái đồ ngọt quá. Chú sẽ chở cháu Nô ra sau cũng được, để cháu Bình đi trước sắp xếp trước. Đi về nhà sắp xếp xong là sẽ ra bệnh viện luôn, để đưa cháu đi khám chứa. Đấy, không là cháu bị ốm này là cũng rất là lo, bị ho như này sợ bị phổi ấy các bác ạ, bị cảm lạnh rồi là phổi,
sợ nhất là những cái bệnh quan trọng ấy. Ho là một cái bệnh rất là nhẹ, ai cũng gặt phải, nhưng mà không không thể như thế được, chủ quan được, phải đi khám các bác ạ. Nhớ trông cháu cẩn thận nhé. Ừ. À, chỉ sớm muốn đến rồi che hả? Ừ. Bị ốm như này là không không được tắm rửa. Bà chỉ cần lấy khăn mặt lau thôi, lúc nãy cháu cũng đã lau qua cho nô rồi. Lúc nãy cũng đã lau qua rồi thì ít mình chỉ tật tật với mã đã mất xuống rồi nhá hả? Đấy, đang nói với bà là nếu mà toát mồ hôi ấy, thì lại lấy cái khăn để mình lau cho sạch thôi. Không tắm rửa vì là bị cảm cúm như này, không không nên không nên tắm rửa cho cháu. Nô ơi, cháu đi về nhá. Bye bye. Bye nào. Ừ, ngoan cá. Em phải đi gần gần này. Thấy em bé bye bye kìa. Bye bye nào. Bye bye cháu đi về nào con. Bye bye. Để chú lấy sữa cho con á. Sữa này, uống sữa đi. Nè. Bỏ ấm mỗi lúc sữa này không? Ừ.